Xin chào mọi người, hiện tại mình đang có mặt tại trung tâm nghỉ dưỡng yoga quốc tế Sivananda. Sivananda nghỉ dưỡng yoga nằm tại khu vực Hồ Tuyền Lâm. Đây là nơi mà các bạn sẽ cảm thấy rất là bình yên khi được trở về nơi này. Chuyến này mình đi là lần thứ hai từ năm 2018. Và mình trở lại sau những cái đợt mà công việc, những dự án quá bận rộn làm cho mình cũng cảm thấy khá là kiệt sức và mỏi mệt. Thì đây là một cái trung tâm nghỉ dưỡng yoga mà mình có thể tìm về để mà mình tìm cái sự bình yên, đặc biệt là những cái thời khóa ở đây. Ví dụ như là có tập yoga, mà tập yoga ở đây là yoga cổ điển nha, nó rất là khác với lại yoga hiện đại ở thành phố Hồ Chí Minh. Bởi vì mỗi ngày tập khoảng gần 2 tiếng đồng hồ, nhưng mà hết một nửa thời gian là chủ yếu là tập trung vào chính mình, tập những cái bài thở sâu và tập những cái bài thư giãn. Bởi vì theo như quan niệm của yoga thì có 5 cái cách để mà được khỏe mạnh và sống thọ và sống hạnh phúc và bình an. Đó là đầu tiên là mình phải thể dục đúng. Thì cái cách mà họ chỉ cho mình tập yoga là nó đi theo những cái phương pháp cổ xưa để mình có thể tập làm sao cho mình khỏe, là thể dục đúng. Cái thứ hai là hơi thở phải đúng, tức là phải biết cách thở. Cho nên thở rất là quan trọng. Mình biết là thở là sự sống, đúng không? Cho nên là mình tập thở trong đây, họ thở rất sâu. Và thứ ba là thư giãn đúng. Đó, thì sau khi tập cái bài chào mặt trời, tập những hơi thở sâu rồi mình sẽ thư giãn. Savasana là thư giãn theo tư thế sắp chết đó các bạn. Rồi tiếp theo là ăn uống đúng. Và cuối cùng là thiền định và tư duy tích cực. Đó là 5 cái con đường, 5 cái cách mà cái người yogi họ thực hành. Thì khi vào đây thì mình thấy cái khuôn viên ở đây cực kỳ là đẹp nha. Khuôn viên ở đây nó rộng hơn 3 mẫu và nó nằm trên cái đồi của cái hồ Tuyền Lâm. Và trong đây phải nói là trung tâm nghỉ dưỡng quốc tế, bởi vì những cái phòng villa rất là đẹp. Họ có phòng villa 1 người, phòng villa 2 người, có những cái phòng 4 người. Thì tùy theo cái ngân sách của mình có thể chọn. Ví dụ người á thì 5 ngày 4 đêm là 8 triệu cho cái khóa tư duy tích cực. Bạn của Tâm thì đặt phòng 2 người thì là 6 triệu, và nó có cái phòng 4 người thì chỉ có 3 triệu rưỡi thôi. Mà cái chương trình là đã bao trọn gói, gồm có phòng ở, ăn uống. Đặc biệt ở đây là mình ăn thực dưỡng nha, thực dưỡng chay. Và đối với quan niệm yogi thì ăn uống rất là quan trọng. Mình là we are what we eat nè, mình ăn cái gì thì mình sẽ trở thành cái đó. Cho nên là họ ăn thực dưỡng chay, nhưng mà cũng không giống cách ăn chay mình ăn bên ngoài. Ví dụ như là họ không ăn chao, họ không ăn nấm, bởi vì họ ăn những cái gì mà được tiếp xúc với ánh mặt trời, những cái gì mà nó mọc bên trong, nó tù túng, nó được ủ, như kim chi họ cũng không ăn. Đó thì cái đó là cái cách mà người yogi họ tư duy. Phải nói rằng là đợt này mình đi thì mình cũng rất là thích một cái, đó là chanting. Ngày như vậy là mình thức dậy sớm, mình ngồi thiền 30 phút và mình cùng với mọi người mình hát những cái bài của yoga thời xưa, cách đây mấy ngàn năm. Và không biết sao mà cái nhạc cụ á, cái nhạc cụ của cái hát tập thể này nó rất là mang tính chữa lành rất cao. Đó, từ trống cho tới cái nhạc cụ cổ điển của người Ấn Độ. Phải nói là một trải nghiệm rất là tuyệt vời. Thì các bạn thấy là cái nhóm của mình đang ăn ở trong rừng thông nè, rất là tuyệt vời luôn. Một cảm giác mà phải nói rằng là bình yên đến vô cùng.
Thì các bạn thấy là hiện tại đây là một cái buổi sáng bình minh mà thầy người Anh á, dẫn tụi mình đi bộ trong rừng 30 phút để tụi mình có thể thực hành thiền đi đó, và yêu cầu là mọi người đi không được nói chuyện, lắng nghe tiếng gió, lắng nghe chim hót, lắng nghe âm thanh của rừng núi và theo dõi bước chân cũng như theo dõi hơi thở. Thì mình thấy là cái cách thực tập của bên người yogi á, nó cũng khá giống với lại đạo Phật nha. Ví dụ như là thiền sư Thích Nhất Hạnh có những cái trung tâm làng mai, thì Tâm thấy cái cách thực tập cũng khá là giống á. Mình cũng mong là mọi người có cơ hội hữu duyên được tìm đến với Sivananda Yoga, bởi vì ở đây là cái nơi thực tập phi tôn giáo. Ngoài ra thì họ lại có những cái khóa mà chăm sóc sức khỏe chuyên sâu, ví dụ như những người mà họ bị bệnh gan hay bệnh tiểu đường, họ có thể theo những khóa thanh lọc chuyên sâu để chữa bệnh, hoặc những khóa chữa về tâm lý. Đây là cái phòng trị liệu mà mình cũng có cơ hội được làm 90 phút cho cái phương pháp cổ của người Ấn, là mình sẽ massage dầu mè và massage dầu dừa. Thì dầu dừa là mình sẽ massage trên đầu và dầu mè là sẽ toàn thân, nhưng mà nó mang tính trị liệu rất là cao, nhẹ nhàng, chứ nó không có giống như bên ngoài là mình massage nhiều tác động vật lý, mà chủ yếu là nó connect, nó kết nối với cái phần tâm linh. Mình sẽ để địa chỉ của Sivananda Yoga Đà Lạt ở dưới cái đường link của cái YouTube này để mọi người có thể tìm đến trang web cũng như là tìm hiểu thêm thông tin. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình này. Xin chào và hẹn gặp lại.